Bạn rất vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình tư vấn du học Mỹ cùng công ty Tâm Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam. Và cao đẳng cộng đồng là chương trình cao đẳng 2 năm và liên thông lên đại học sau khi sinh viên hoàn tất chương trình. Điểm đặc biệt của chương trình này đó là việc phụ huynh có thể tiết kiệm được chi phí đầu tư cho con em mình với chương trình du học Mỹ. Với mức học phí rất phải chăng tại các trường cao đẳng cộng đồng tại Mỹ, phụ huynh sẽ khá dễ chịu để chọn cho con em mình một ngôi trường tốt sau khi các em hoàn tất khóa cao đẳng 2 năm. Và mặt khác thì việc chứng minh tài chính để xin visa du học Mỹ cũng trở nên thoải mái và dễ dàng hơn rất nhiều. Trường nằm trong danh sách các trường cao đẳng cộng đồng có mức học phí thấp mà Tấm Đại Dương muốn giới thiệu cho các bạn, đó là trường Glendale Community College. Được thành lập vào năm 1927, trường thì cấp bằng cao đẳng về khoa học và xã hội song song với các chương trình ngắn hạn cấp chứng chỉ dành cho học viên đã có tay nghề muốn nâng cao khả năng của mình. Và chương trình trên địa bàn thành phố Glendale, một vùng ngoại ô yên bình và thân thiện, hòa lẫn giữa hiện đại và truyền thống, ẩn mình trong một không khí trong lành. Trường có khuôn viên nằm trên sườn rặng núi San Rafael với diện tích là 100 mẫu với 18 tòa nhà phục vụ cho học tập và ăn ở. Hiện nay thì con số sinh viên ghi danh là 15.000, trong đó thì có đến 550 sinh viên quốc tế đến từ 50 quốc gia. Chính sách tuyển sinh linh động, tư vấn và hỗ trợ chu đáo là một trong những đặc điểm của toàn bộ phận phụ trách chương trình đào tạo sinh viên quốc tế. Trường tiếp nhận hồ sơ xin nhập học từ khắp nơi trên thế giới. Glendale Community College là một trong những nơi có tỷ lệ sinh viên học liên thông cao nhất trong hệ thống đại học cộng đồng California. Và nhiều sinh viên 2 năm đầu theo học chương trình cử nhân 2 năm tại trường và sau đó liên thông lên đại học 4 năm. Lịch học thuận tiện và các lớp học ban ngày cũng như là buổi tối, sĩ số lớp học trung bình từ 25 đến 30 sinh viên trong một lớp. Và các giảng viên đều có bằng thạc sĩ và tiến sĩ. Phương pháp đào tạo và cơ sở vật chất như là phòng nghiên cứu, trang thiết bị, công nghệ hiện đại. Và ngoài ra thì Glendale Community College còn cung cấp các dịch vụ và trung tâm sinh hoạt bao gồm thư viện, phòng vi tính, trung tâm y tế sinh viên, trung tâm liên thông, trung tâm toán khoa học, trung tâm công nghệ cao, thính phòng trình diễn nghệ thuật, khu triển lãm nghệ thuật sinh viên, trung tâm luyện tập thể dục và đường chạy điền kinh, v.v. Và thông tin chi tiết hơn về trường thì bạn có thể tham khảo tại website là tamdaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Và để được hướng dẫn thủ tục du học Mỹ một cách nhanh chóng, vui lòng gọi về số điện thoại 083-848-4879 hoặc đến trực tiếp công ty thì địa chỉ là 148-1 Trần Hoàng Khải, phường Tân Định, quận Nhất để được chuyên viên tư vấn hỗ trợ. Và xin lưu ý là Tân Đại Dương có hai chi nhánh, một chi nhánh ở thành phố biển Nha Trang và một chi nhánh ở quận 5. Tân Đại Dương chúng tôi hiện không có chi nhánh ở Hà Nội. Như các bạn đã đến với chương trình chia sẻ ước mơ du học Mỹ của công ty Tân Đại Dương, thì trong chương trình hôm nay chúng ta hãy cùng bạn Trần Thị Hoàng Thi, sinh viên năm thứ nhất ngành tài chính ngân hàng tại trường Đại học Huế, sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế tại sao Hoàng Thi lại chọn du học Mỹ. Xin chào Hoàng Thi. Dạ, em Trần Thi. Hoàng Thi có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của em cho các bạn biết được hay không? Dạ, em là Trần Thị Hoàng Thi, đang học ngành tài chính ngân hàng tại Đại học Kinh tế Huế. Em chọn du học Mỹ tại vì ở Việt Nam thì chương trình học nó không được thực tế, học nó để vận dụng thực tế hơn. Ở Mỹ thì có điều kiện tốt, chương trình Anh văn sau này em quả nó tốt hơn. Sau này về Việt Nam thì công việc của em về nó liên quan tới tiếng Anh nên sẽ học xin việc thật sự tốt hơn. Thì qua Mỹ em học trường nào? Em học đại học Temple ở bang Pennsylvania. Đầu tiên thì em qua đó em học chương trình Anh văn 1 năm. Sau đó em học tiếng ngành tài chính quốc tế mà em đang đi học là Việt Nam. Thơ tiếng đó cũng mình làm nhưng em cũng có tiếng nên em cũng rất thích. Thì tại sao em lại chọn Mỹ để du học và không chọn những nước khác? Mỹ là chương trình là tốt hơn mà ban quốc tế Mỹ là cũng rất được nhiều nơi trên thế giới được công nhận. Chị của em cũng đang theo học ở đó nên em cũng gia đình của em cũng muốn tạo điều kiện cho em cùng với chị em học ở đó tốt hơn, cho thuận lợi hơn. Lúc nhỏ thì em đã thích muốn quản lý tài chính ở mấy ngân hàng ở Việt Nam nên em muốn qua đó học tiếp tục học nâng cao hơn để sau này về tiếp cận dễ dàng hơn. Rồi qua đó em biết cái dịch vụ của Tân Đại Dương. Chị của em đã phỏng vấn ở Tân Đại Dương nên đã thành công. Bây giờ chị đã giới thiệu cho em tiếp tục tư vấn ở đây và em cũng đã thành công ở đây.
Chị anh lúc đầu thì em cũng hơi trục trặc một chút, tại vì em chưa có tìm hiểu qua nên chị anh đã giúp em tìm hiểu các thông tin, tư vấn một vài nét về cái trường cũng như là một vài ý kiến để chờ giúp em trả lời những câu hỏi của bạn đại sứ. Trong quá trình học thì em có được anh Phối hướng dẫn một số vài ý kiến mà giống như ở Mỹ là giống như họ không biết mà biết về đất nước họ đã tốt rồi, nếu mà mình chỉ cần nêu về ở trường có cái tính học là cái điểm nào tốt mình nổi bật thì mình nêu lên thôi, còn mấy cái mà họ biết rồi mình không cần nêu lên đấy. Tôi tư vấn về tại sao em muốn chọn trường đó, là trường đó là thuộc 25 trường đại học nổi tiếng ở Mỹ, nó có nhiều 125 năm kinh nghiệm giảng dạy, là mình phải nói nó nổi bật như thế nào, còn không nói nó thành lập thì cũng được hay chứ lắm. Vậy là nó chỗ chọn thơ ở bang đó thì có cảnh hay là thơ tiết như thế nào nổi bật rồi nên em sẽ chọn bang hay là cái trường năm ở đó. Bây giờ em đã có visa rồi, để em có thể là chia sẻ cho các bạn những cái kinh nghiệm thực tế mà em đã trải qua để các bạn có visa giống như em được hay không? Nói chung cũng gặp người tư vấn của mình là dễ tính, nếu mà gặp em vào em gặp thì người tư vấn đó là nó vừa tư vấn vừa đưa câu hỏi cho em, mà nếu mà em không hiểu là nó giúp hỏi không bằng tiếng Việt luôn là em trả lời luôn. Còn mà nếu mà vào mà gặp người phiên dịch riêng á là mình phân phải phản nhanh hơn, một phần cũng ở bản thân mình phải trả lời là tốt tỏ rõ hơn. Lần đầu tiên em đi phỏng vấn thì chị của em đã nói cho em là còn phải mặc áo quần là đang hoa lịch sử áo sơ mi con jean. Vậy là cột tóc lên nó lịch sử hay là đã giả sinh viên, nhưng sau này em cảm thấy nó không thoải mái nên được phỏng vấn lần thứ hai thì em chỉ cần mặc áo quần em cảm thấy thoải mái và đôi tóc thì cũng sáng bình thường à. Tâm trạng của em là thoải mái nên trả lời cũng rất là tốt, nó cho em đã bị ra. Thì cảm ơn là Hoàng Thi đã chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế của bản thân. Thì Tân Đại Dương xin cảm ơn em và chúc cho Hoàng Thi qua Mỹ học tập thật tốt, cũng như là đạt được những mong muốn mà Hoàng Thi đã được đặt ra trước đây. Dạ.